Sau 6 năm đồng hành, Việt Hương tặng xế hộp sang trọng cho quản lý và nhắn nhủ: cưới đi, chỉ đãi 3 ngày. Là một trong những danh hài hàng đầu của làng giải trí Việt, Việt Hương được khán giả yêu thích bởi lối diễn hài hước, duyên dáng cùng sự chân chất, giản dị. Mới đây, nữ danh hài lại khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tặng xế hộp sang trọng cho quản lý của mình. Trên trang cá nhân, Việt Hương vừa đăng loạt ảnh và chia sẻ về việc mua xe hơi tặng quản lý. Nữ danh hài viết: gần 6 năm làm quản lý cho chị, bao năm lo lắng cho chị, nay nhận thưởng nhà quản lý Lâm Phong. Còn ế nhà cả nhà hút giùm, em rất khó chịu, tánh kỹ tính nên không ai chịu nổi, ha ha. Cưới đi, chị đãi 3 ngày. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Việt Hương và quản lý vô cùng thân thiết sau 6 năm đồng hành. Ngay bên dưới bài đăng của Việt Hương, khán giả đã hết lời khen ngợi hành động này của nữ danh hài. Thậm chí có người còn đùa rằng xin một vé được làm quản lý của cô. Bình luận của cư dân mạng: được làm quản lý cho Việt Hương thật to phúc, phải tu từ kiếp trước. Tuyệt vời quá chị Hương ơi, chị dùng cả đời chỉ để dành đi làm phước thôi. Chị xứng đáng được hưởng mọi sự tốt đẹp nhất. Chúc chị và gia đình luôn ngập tràn may mắn và hạnh phúc. Chị Hương ơi, còn nhận quản lý không chị? Cho em xin một vé làm quản lý với chị ơi. Có sếp như chị Hương có tâm như vậy, hỏi sao anh ấy không gắn bó lâu năm. Đây cũng không phải lần đầu tiên Việt Hương tặng món quà đắt tiền cho người khác. Cách đây không lâu, Việt Hương được Hoàng Mập mời tham gia phim truyền hình Dương Thế Bao La Sầu do chính anh sản xuất. Không chỉ nhận lời với tư cách là diễn viên, nữ danh hài còn tặng Hoàng Mập hẳn 1 tỷ đồng để làm phim. Theo như Hoàng Mập tiết lộ, ban đầu Việt Hương chỉ dự định phụ anh 500 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, cô đã chuyển cho anh đến 1 tỷ đồng. Nam danh hài từng hạnh phúc khoe được Việt Hương hỗ trợ kinh phí làm phim. Có nhỏ em gái Việt Hương tánh kỳ ghê, mỗi khi anh nói bấm máy là em nhỏ tự nguyện chuyển tiền, sợ anh nói kẹt tiền lo cho đoàn phim. Thương nhỏ em ghê vậy đó. Nếu có kiếp sau, cũng hy vọng được theo làm anh em nữa nhé. Ngoài ra, Việt Hương còn từng tặng Hoàng Mập dây chuyền 100 triệu đồng nhân dịp công ty của cô tròn 2 tuổi trong năm 2020. Nói về diễn xuất của Việt Hương trong phim, Hoàng Mập hết lời khen ngợi người em thân thiết này: thật nể phục và đáng học hỏi, đỉnh của đỉnh luôn, ngồi làm hậu kỳ mà sướng rân người. Cụ thể, Hoàng Mập cho biết, ở mỗi phân đoạn, Việt Hương sẽ có cách diễn khác nhau, cách biểu đạt cảm xúc cho nhân vật của cô không hề trùng lặp. Từ đài từ, ánh mắt, dáng ngồi, tướng đi, Việt Hương đều diễn một cách chân thật. Nói về chuyện Việt Hương tặng quà, còn phải kể đến món quà khủng mà nữ danh hài tặng cho Huỳnh Lập. Việt Hương và Huỳnh Lập vốn có mối quan hệ chị em thân thiết trong nhiều năm nay. Trong ngày đầu năm khi đàn em khai trương cơ sở kinh doanh mới, nữ danh hài đã quyết định tặng nam diễn viên gốc An Giang 117 triệu đồng để lấy hên. Nữ danh hài hỏi han đàn em còn số may mắn bao nhiêu thì Huỳnh Lập trả lời 17. Ngay lập tức, cô nhập số tiền 117 triệu chuyển ngay đến tài khoản cá nhân để ủng hộ đàn em lấy hên. Khi được Huỳnh Lập ngỏ ý tặng trang sức làm quà, Việt Hương đã từ chối với lý do không vừa tay. Có thể nói, Việt Hương khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ với tính cách thật thà và sự đối đãi đối với đồng nghiệp và bạn bè. Việt Hương rất được khán giả ưu ái và là một trong những danh hài được yêu thích nhất của làng hài Việt Nam hiện nay. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.